thành phố Thủ Đức, nơi sở hữu sức bật mạnh mẽ từ quy hoạch hạ tầng, khơi mở tiềm năng với những con đường huyết mạch, nay tiếp nối thêm tiềm lực mạnh mẽ với tuyến đường liên phường, chính thức khởi công đoạn đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông với trục chính vào khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, kết nối trực tiếp và đồng bộ vào mạng lưới giao thông hoàn hảo, cư dân dễ dàng di chuyển đến các đại lộ, người dân dễ dàng đến với trung tâm mới The Global City, khu đô thị biểu tượng duy nhất tại Việt Nam, được thiết kế bởi Foster and Partners, được phát triển bởi Masterwise Homes. Trung tâm mới sôi động nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi đáp ứng mọi nhu cầu sống, kinh doanh, tận hưởng. Không gian hiện đại, thiết kế chuẩn quốc tế, thoải mái trải nghiệm mọi dịch vụ với những thương hiệu hàng đầu, tận hưởng đa dạng hoạt động giải trí, thể thao, trải nghiệm cho mỗi gia đình. Trung tâm mới không ngừng phát triển, hoàn thiện hạ tầng, góp phần gia tăng giá trị kinh tế và diện mạo của thành phố Thủ Đức, khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lê Phượng, mạch giao thương nhịp thịnh vượng.